Rồi bây giờ tiếp theo tôi hướng dẫn tiếp các bạn là cách mình làm lại cái header này. Header này mình sẽ làm theo cái mẫu này. Mẫu này header đây màu sắc ha. Đây có phông chữ thì tính sao ha. Tôi phông chữ thì rồi. Thì để làm được cái header này mình phải có cái công cụ để mình làm là công cụ holocop này để mình hút màu ha. Hút được cái màu nền này và hút được cái màu nền trên này và như đó nha. Rồi logo tôi xài logo xuống sao logo rồi bây giờ tôi sẽ làm nha. Ở đây là tôi sẽ tùy biến nè. Tôi sẽ Lastom, Lastom Header. Để tôi làm lại logo. Rồi sau đó Header. Header là mình sẽ chỉnh màu. Đầu tiên màu trên, đúng không? Màu top 3. Top 3 này màu gì đây? Top 3 đây mình coi nó là màu. Top 3 này là màu này. Top 3 lướt chuột vô màu này, đúng không? Copy màu nó. Rồi sau đó mình mới bỏ vô cái top 3 màu top 3 ha. Bên đằng cửa kéo xuống dưới, bắt cao gắn màu vô là được màu top 3 nha. Thứ hai là màu của thằng header man. Màu header man thì cũng vậy. Thì mình cũng quật khai cho gọn này. Header man là màu ở đây nha. Màu đây thì mình copy. Rồi sau đó mình mới bỏ qua tùy biến. Header man là mình bánh ăn cua header man ha. Chỉnh bánh ăn cua header man rồi kéo xuống dưới chọn màu vô. Đó nha. Rồi tiếp tục tới cái thằng dưới này header button. Header button thì mình cho một cái màu khác, màu hồng luôn. Cái màu hồng khác nha. Cái màu đây thì mình cho nó màu hồng. Đậm đi. Đó. Rồi sau đó logo. Logo. Rồi sau đó lấy logo, bánh ăn cưa logo. Mình mới ký xuống đây remove nó. Remove logo cũ và select image. Tải file lên. Tải file lên ha. Bỏ vô. Rồi dọn vô. Rồi đang nghe. Rồi đang xong rồi, lại đây mình coi thử coi. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ làm tiếp, mình sẽ chỉnh lại tiếp cái chỗ này nè, cái chỗ cái F5 lại, F5 này lại. Nãy mình lưu rồi, mình đăng xuất đăng rồi, mình để quyền F5 này lại, nó không bị mất. Còn dù mình chưa đăng F5 sẽ bị mất cái chỗ thiết kế này nè.
mình F5 lại cho nó review lại này, đang cho mình dễ nhìn đi, nó chưa review kịp. Rồi, review rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ hit domain, mình sửa lại cái tìm kiếm này ha. Một tìm kiếm mình sửa lại, tìm kiếm, rồi mình bấm vào tìm kiếm này. Nhiều lúc tìm kiếm đó, mình coi tìm kiếm nào, tìm kiếm này đi. Rồi lát normal ha, mình để normal ha, đó. Rồi mình để này. Mình để là cái form size là normal ha, thì nó mới nổi lên ha. Bên đây là nó cũng là giống vậy, đúng không? Rồi tìm kiếm xong rồi tới ship tiếp theo mình mới mình có thể lựa những cái tìm kiếm ở đây để cho phù hợp với mình ha, và kéo cái kích thước ở đây đó, kéo ra để cho nó dài ra nha. Rồi tiếp tục cái phần mà header button nè, ví dụ mình muốn cái màu nó bằng luôn với cái màu mà header main á, thì mình chỉnh cái màu, hai màu bằng nhau, hai màu bằng nhau, chọn nó, chọn header button là chọn vô màu đó, rồi lấy cái màu này hút vô đây, hút vô đây, thì hai cái màu, màu dưới màu trên bằng nhau, dán vô hai dưới màu trên bằng nhau đó. Và trang chủ ở đây thì chỗ này thì mình muốn đổi màu bằng này, đúng không, thì mình kéo xuống đây chỗ header button nè, cái cưa đó. Rồi mình kéo xuống dưới đây, mình sẽ hover nè, đúng không? Hover đây nè. Hover mình sẽ cho một cái màu khác nha. Ví dụ hover vô tôi cho một cái màu vô, cho màu nào, hồng luôn, hồng gì đây? Hồng này cái nói không? Hồng này đi. Hồng đậm đi ha. Đó. Này nó đậm bằng này luôn rồi. À, thì kiếm màu khác đây. Màu này đậm quá. Ồ, tiệp rồi. Tôi làm ngược lại đi ha, bấm vô đây đi. Đó. Rồi. Chọn lại cái màu. Cái màu này coi, mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử cái màu mới nha. Rồi nè nha. Rồi màu mới thì nó chìm quá rồi. Chìm quá. Khi mà acti nó chìm quá. Bây giờ chìm quá. Cũng còn chìm nữa. Kéo màu đậm lên chút xíu.
Rồi, tạm vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ coi lại ha. Rồi, đó, như thế này. Đó, là nó vậy. Ví dụ vậy đi ha. Đó. Rồi, tiếp theo á thì mình sẽ chỉnh lại cái màu sắc cho toàn bộ website luôn ha. Ở đây là màu sắc chủ đạo toàn bộ website luôn. Thì mình đã chỉnh được màu sắc toàn bộ website, cũng quay lại chỗ tùy biến hồi nãy. Chỗ này chỉnh xong rồi, xong cái bài sắp xếp rồi, bấm ra ngoài. Bấm ra ngoài luôn, ra ngoài cái tùy chỉnh này. Bấm vô style và bấm vô color. Và ở đây là cái màu chủ đạo của website đang màu này, giờ mình đổi. Màu Ravi Color á, là tôi lấy giống như màu trên top 3. Còn các màu còn lại second á, thì tôi lấy giống màu nền của thằng Hitler Man. Đó. Tôi cho mấy cái này nó nổi lên theo nha. Đó. Mình chỉnh sao? Cho màu Hitler, Hitler thì mình lấy màu đào, màu hồng rồi luôn. Hitler lấy màu đậm rồi luôn. Nói chung một màu á, rồi Link Color lấy màu hồng luôn. Cho ra hết, rồi hover vô màu này. Rồi màu bay color, màu chữ thì lấy màu đen. Đó. Đang. Nghĩa là lấy một màu đậm, một màu lợt. Thường lấy một màu đậm, một màu lợt cho nó. Khi mà mình phối chung với nhau thì nó không có bị chìm. Mình chọn sao một màu, màu chính là màu đậm. Màu phụ là màu lợt. Cho nó cũng có một màu hồng, màu hồng đậm, màu lợt. Cho nó khi mà phối vô nó không có bị, khi mà phối hai màu vô chung với nhau không bị đè lên nhau ha. Rồi rồi đó là xong cái phần bằng header. Mình tạm giống vậy ha, header tạm giống vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần trang chủ ha. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp cái phần trang chủ như thế nào. Rồi kết thúc video đây ha.